Rồi, xin chào các bạn đến với kênh Kỹ Thuật Điện. Thì bữa trước mình quay clip là hoàn thô. Bây giờ mình quay clip là hoàn thiện cho bạn xem nha. Nói chung cũng gần hoàn thiện chứ chưa hoàn thiện lắm nha các bạn. Đây, bữa trước mình quay cái nhà, đóng cái nhà này luôn nha các bạn. Đây là CP tổng, mình đặt CP tổng đây. Của hình Panasonic nha các bạn. Rồi, con test thì mình cũng đã đấu rồi. Tất cả các đèn đó, đèn âm trần hết, không đây không đéo là phong nha các bạn. Không đéo là phong. Đèn âm trần. À, bức tranh người ta ghép 3D đẹp. Ở đây người ta chủ nhà người ta xài bén rạng đông này các bạn. Bén nhìn thấy rất sáng. Nhìn cầm bén đèn lên nhìn nặng te luôn, rạng đông, rạng đông có điện quang, hai loại đó giá đắt tiền, cầm bên đèn để chế cứu. Đây xe này mấy cái mặt nạ là do ông chủ nhà ông đi không thiếu đồ, mình gắn tạm thôi, xe này mình sẽ lép lại mặt đẹp hơn. Đây thì đèn hai chế độ. Đèn trần thì ba chế độ âm trần nha bạn. Mấy đèn nhỏ nhỏ, đèn 90 phi 90 đèn âm trần á, mình cũng đã giới thiệu cho bạn cách đặt bắt lúc đầu rồi. Đây là có bên đèn phía dưới. Cái này người ta chân rượu đây nè các bạn. Chân rượu nha. Ở thị trấn Sa Huỳnh thì người ta dầm rượu đi trưng cho đẹp á, không biết uống không rồi trưng cho đẹp. Đèn đây cũng ba chế độ luôn bạn, vàng tránh vàng và mày tránh thấy sáng đấy, đèn này rất chi là sáng, đâu như ba máy đèn Trung Quốc kia đâu. Đây đèn cầu thang các bạn. Rồi mình suy xuống phía dưới đây. Và trên đây thì mình cũng đến đèn trần luôn các bạn. Đèn trần hết nha các bạn. Rất sáng. Đây là khu bếp. Khu bếp nha các bạn. Cũng có đèn. Đèn sáng các bạn. Nói chung là đèn tốt mà. Đây là cái đường đó là xe này để gắn cái quạt hút mùi cái gì á, ta muốn gắn hút mùi gắn như người ta chừa sẵn mà. Cái CB kia là CB của máy nước ném các bạn. Đây bấm đèn riêng mà nhà vệ sinh bồn cầu mình cũng đã lắp hết rồi, chuẩn bị vào nước nha bạn, điện lên là chuẩn bị cũng vào nước luôn, chuẩn bị mình sẽ vô phòng ngủ cho bạn xem này. Các bạn coi clip trước mình nói ra cách đây mấy ngày á, thì clip đó là phần thu á, vừa mình hoàn thiện cho bạn sẽ em thấy đó, rất khác các bạn. Trong phòng thì mình có đèn ngủ với lại đèn tiếp nha, đèn ngủ với đèn tiếp. Phèo nào cũng vậy, phèo nào mình cũng có đèn ngủ với đèn tiếp hết các bạn. Với một CB cho máy lạnh. Và CB cho máy lạnh. Bây giờ mình sẽ lên lầu cho các bạn xem này. Nhà đây thì tầm khoảng 101 mét vuông, nhận giá xe lem thì tầm 3 triệu mấy tiền công. Xe 101 thì nhận giá xe lem đúng là 3 triệu mấy tiền công. Đây công tác cầu thang, công tác cầu thang cũng có 3 chế độ luôn nha.
vàng trắng vàng với mè trắng. Nó có hai cái công tắc, đây công tắc đèn chứ không phải công tắc cầu thang. Công tắc cầu thang nãy mình quay đằng trước á, đây công tắc đèn cho đèn trần, đèn trần nha các bạn. Bật đèn, bật lên, bật đèn lên nhìn thấy sáng hiển. Đây là bé cũng gần nhà vệ sinh này các bạn. Là nhà vệ sinh đây cũng nhỏ lắm, tại diện tích đất nhỏ nên người ta xây nhà vệ sinh nhỏ, đứng để tém với để cầu thôi, không có gì nhiều. Mình sẽ vô phòng ngủ, từng phòng ngủ cho bạn xem. Cái phòng ngủ mình vô đây thì mình bật cửa mới này thì mình bật phía bên tay trái nha các bạn. Phía bên tay trái. Công tắc đèn ngủ luôn, đèn tiếp luôn. Ok. Rồi phòng ngủ thứ hai cũng vậy. Phòng bên kia thì người ta không lắp máy lạnh nên mình cũng không đi nguồn. Phòng này thì mình có đi máy lạnh này. Đèn ngủ, đèn ngủ, đèn tiếp đó. Khi mà gắn mạch thì mạch nó đẹp vậy, bạn không có lỗ đèn đen như kia đâu. Đèn kia là do mình chưa gắn gắn đúng nó, gắn tạm thôi. Đây là có CP của máy lạnh nha các bạn. Ống thì đi sẵn hết rồi, muốn bét thì đi bét thôi. Lên đây là phía thừa, nhưng mà phía trên đây mình cũng phải có một CP riêng nha các bạn. Dưới tách thì trên này cũng không ảnh hưởng gì, mà trên này tách thì dưới cũng không ảnh hưởng gì nha các bạn. Là hai tầng độc lập với nhau. Đèn, tất cả cái đèn mình làm đây là đèn âm trần bê tông hết, âm trần với đèn tường. Có đèn này nè, không có đếm thật cao nha các bạn, không đếm là phèo. Nhà đây không đếm là phèo, tất cả xài đèn rất sáng. Lên mình cũng bật ra đèn rất sáng. Và có quầy hiên đây thì có nem cái đèn, bốn cái đèn kiểu nữa, sáng sáng bốn đèn nhỏ thôi, đây đèn tiếp thôi, đèn tiếp đây cũng quán rạng đông luôn, sáng hai đèn máy quán mặn, đèn 3D thấy rất đẹp. cái tranh 3D chứ, toàn bộ khu vực đèn đó. Đây thì xe này chỗ đây người ta để vào tủ thờ, bằng thờ để mình làm công tác riêng cho nó, để thờ trang trong bà. Mình giới thiệu cho bạn xem cái nhà đấy, mình phần thô thì mình cũng đi ra sao. Phần thô thì mình cũng nói với bạn rồi. Giờ tới phần hoàn thiện thì mình cũng quay. Nói chung là toàn bộ cái nhà đây mình quay lên, mình đưa hết cho bạn xem rồi. Đó, mình sẽ quay đứng đây quay lại toàn bộ cái nhà cho bạn xem. Các bạn, đó. Ở phía trên lầu á, thiết kế cũng khá đẹp. Đang trong giai đoạn hoàn thiện nên cũng rất nhiều thợ làm.
Này đây cái nhà này người ta làm còn mái hiên về kế bên nữa bạn. Nói chung là nhà đây hai lô, người ta làm còn một lô, bề ngang nó tầm 5 mét đó bạn, nếu như hai lô được 10 mét đó. Rồi